Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 10 tháng 3 em chia sẻ 30 chiếc đồng hồ, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật vị thụy sĩ. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Để tiện theo dõi kênh, anh em vui lòng đăng ký và lịch phát sóng bên em vẫn là sáng thứ ba và sáng thứ sáu mỗi tuần anh em nghe. Vào lúc 8:30 em chia sẻ mẫu số 1. Mẫu này là lông zinc anh em, lông zinc mặt vuông. Con này thì có cả tiếng Nhật và tiếng tiếng Anh luôn, ở địch thứ nên nghe. Hiện tại là thứ máy thì không biết nè, anh em vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ nhảy lịch ngày, vặn ngược lại nhảy lịch thứ. Đó, thứ ba này. Chiếc này hỗ trợ cốt tay. Chạy máy 28.000 dao động anh em, máy dao động cao. Chạy rất êm, mặt có lên dầu. Mặt lên dầu kiểu cổ này, lên toàn bộ mặt luôn. Tất nhiên là chữ nghĩa còn đầy đủ anh em nghe, chữ còn nguyên hết, chỉ mặt lên dầu thôi. Anh em nào muốn về lấy về thì spa lại cái mặt hoặc là để nguyên vậy chai cho nó chắc luôn. Con này nắp đáy sẽ là nắp đáy lộ đáy. Và nắp đáy nó là nắp đáy vặn kiểu lục giác á, kiểu bát giác anh em nghe. Không phải là vặn, không phải nắp nại anh em để nghe. Tất cả là full thép, dây khóa nguyên zin, dây xe tăng của lông zin rất đẹp anh em. Cái mẫu này rất hay, núm zin của lông zin. Sử dụng bộ máy này anh em, bộ máy kiểu như vậy, bộ máy L636.5, có phải đúng không ta? Không, con này thì máy L635.4 anh em, nó cũng tương tự. Sau này những mẫu tương tự máy này gần giống nhau hoàn toàn, nhưng chỉ cái khác cái model là L635.4 thôi. Này này này, anh em đánh vào L635.4 thì nó hiện ra cái mẫu này, hiện ra cái mẫu máy này, số 1 3,2 triệu. Tất cả còn đẹp lắm. Hiện tại thì dây nó tầm khoảng 17 đổ lại anh em nghe, đúng rồi, ở trong đây còn một chốt nữa, 17 đổ lại nha. Con này là size 30 33 vuông anh em, nó gần 33 vuông, size rất lớn anh em nghe. Nếu 33 vuông thì tầm khoảng 36 37 nếu anh em tính thì sẽ tròn. Mẫu số 1 3,2 triệu. Mẫu số 2, một chiếc đồng hồ Seagen Autodesk chạy máy răng cưa của Seagen 25 chân kính. Thì cái mẫu này là một mẫu đồng hồ gần như lớn nhất của đồng hồ cơ anh em, đồng hồ cơ xưa của nằm trên cái hãng Seagen. Đó là mẫu răng cưa. Size tới hình như 40 á. Đúng rồi anh em, 40. Một size gần như là size khủng nhất của dòng răng cưa 25 chân kính. Dòng máy này hỗ trợ có tay đây nghe, hỗ trợ có tay và hình như là lịch giặt đó anh em để này. Anh em rút ra một nắp thì chỉnh giờ, nhưng mà rút mạnh nó chút xíu á thì nó sẽ nhảy như lịch luôn. Đó. Còn lịch thứ ở góc 12 giờ thì anh em chỉnh từ 24 giờ anh em nghe. Lịch thứ thì rất nhanh, mình chỉnh vài vòng là đủ giúp á. Còn lịch ngày thì phải là lịch nhanh thì nó ok hơn. Còn ít nhất phải lịch 24 lịch 9 12 anh em nghe. Đó, nhảy qua thứ 6 này. Rồi anh em chỉnh tới lúc đó thì anh em chỉnh lịch ngày. Dây khóa nguyên riêng của Seagen. Seagen thì thường nó ít đóng lên cái bát anh em, nó đóng ở trong này. Cái dây này cũng hay lắm, anh em bật cái nút này, bật cái gạt này xuống là nó có một cái gờ, nó sẽ gạt lên em, nó sẽ gạt lên nhưng không cần phải đưa tay vô lại nha. Đó, mình chỉ bật xuống thôi, nó gạt lên nè. Ở trong thì còn tới một từ mấy chốt đi, ba chốt rồi nè, còn hai chốt dây nữa. Sử dụng bộ máy này, bộ máy
Số 7 Autodesk. Con này hình như là, để em kiểm tra lắp đây này, này anh em muốn xem máy thì em sẽ gửi hình qua Zalo nghe. Cái con này cái máy nó lắp đáy nó cứng lắm, lại thì phải nó lâu quá mất thời gian. Anh em xem máy thì gửi hình qua Zalo, máy còn ok lắm, máy của Zalo Autodesk, máy đang cưa có hộp có tay, mặt số còn siêu đẹp luôn. Mặt hai lòng ở ngoài có một cái đường cãi dây anh em nghe. À, để em đeo lên thử. Cái này cái chốt cũng phải bẻ chút xíu này, chút xíu này cho nó dễ, nó hơi bị cứng đó. Đó, tay em là vừa y luôn này, tầm khoảng 16,5 đi nè, 16,5 cho nó chắc ăn đi, tại vì ở trong đây còn máy chốt nữa mà. Nhưng mà mình cứ lấy 16,5 đi, hoặc là tầm 16,7, 18, 16,7, 16,8 anh em nghe, cho là 17 đổ lại cũng được. Nếu anh em nào không vừa tay thì về kiếm thì mất dây, hoặc là có thể thay giảm được cái mẫu này lại càng bình thường để da cũng đẹp, siêu to luôn. Mẫu số 2 1,6 triệu dây khóa nguyên riêng, cái dây thì nó dập ở trái góc này anh em, nó dập cái chữ góc này này đó, rõ ràng đấy nha, CDN bát, tất cả là full thép. Mẫu số 3, một chiếc đồng hồ CN Automatic. Con này thì có một đống với cái logo đại bàng ở dưới góc dưới này. Con này chạy máy Miyota của CN. Mẫu này cũng khá là hay, form đẹp, dây khóa nguyên riêng luôn. Ở trong thì thấy mất dây này, con này thấy mất dây rồi. Để tiếp đo thì bao nhiêu, hiện tại là chạy cái máy Miyota vàng anh em nghe. Máy này là máy 8.000 máy đó, nói chung là cái dòng máy là máy 8.000 máy, thì nó là máy Miyota của Citizen, đóng lên rất nhiều con này. Máy này hộp được có tay này, em kiểm tra cái nút phải nút của chai không, như không phải, máy hộp được có tay đây này, à, hộp được có tay, hộp được nhanh luôn cả hai, có tiếng Nhật và tiếng Anh đó. Con này size gần 35 anh em, nó tầm khoảng 34,93. Em đo không đo tay nghe, không đo cái tay nấm này, em chỉ đo những góc tròn nhất thôi. À, bên đây số 3900, dây khóa nguyên riêng của Citizen. Con này dây tay cũng tầm khoảng 16 năm thôi. Đúng rồi nè, tầm 16 năm. Tay em là 16,7. Lấy 16 năm cho nó ok anh em nghe, tại vì cái dây thép anh em phải đeo hơi lỏng chút xíu. Con lên tay cũng đẹp. Chạy máy tự động của Citizen. Mặt số còn đẹp. Niền hình bắt giác. Đúng. Tất cả đều còn ok anh em. Mẫu số 3900, máy vàng anh em nghe, máy vàng Miyota cũng ít thấy lắm, thường thì máy trắng. Mẫu số 4, một chiếc Cyan Deluxe chạy máy cốt tay, hình thức cũng khá ok. Con này form đề mi anh em, có nghĩa là kim cọc mạ vàng cùng vỏ thép 19 nhân kính. Con này thì góc góc đây dưới cái trục kim này có một cái vết trài nhẹ thôi, rất khó thấy anh em. Đó, đều như vậy là không thấy, mặt bắt úp khá đẹp. Màu này là màu trắng
trắng ngã vàng anh em, không phải là mặt màu vàng đâu, ngắn mặt màu chấm banh á, dây thép nguyên ring. Con này thì nó sẽ là dây thép anh em, hai nắp nó làm dây liền đó, dây thì nó đóng ở dưới này, không đóng ở trên. Mắt dây còn tới 1 2 4 mắt dây này, à 4 cái chốt dây này, 1 2 4 cái lỗ dây này anh em nới ra. Lên tay mỏng và đẹp lắm. Những cái mẫu này thì anh em nào mà tay mà chân mà kiểu như mình hay ra mồ hôi á, mình đi ra không được thì ra này là hợp lý luôn. Vẫn là đồ cổ. Đó, cái mẫu này nó rất ít thấy. Đồ cổ nhưng mà dây thép liền như vậy ít thấy này. Không biết sao cái con này là có cái con như vậy. Dòng CDN lúc thì nó chạy cái máy có tay cũng đẹp lắm. Anh em đợi mở máy nha. Bộ máy này anh em, bộ máy CN Deluxe. Ồ con này nó bị cái mặt số nó bị không trùng với lại cái máy này nghe, giờ em mới thấy. Cái máy thì đóng là 23 chân kính, còn cái mặt số thì nó là 19. Đó. Em báo như vậy cho anh em xem nghe. Bây giờ em mới thấy này. Khả năng mặt số hư rồi rồi người ta thay mặt số qua ở nước ngoài về luôn anh em. Mặt số này mặt số ring mà. Đúng rồi. Con này em đăng video vừa rồi rồi nhưng mà em lại không thấy, video này em mới thấy. Máy móc còn rất đẹp này, đang chạy. Những mẫu này thì anh em lên code đủ thì nó chạy tầm khoảng trên 24 tiếng, cụ thể thì em không biết nhưng mà nó ít nhất cũng phải là tầm khoảng 35 tiếng. Thoải mái luôn. Mẫu này số 4 1 triệu tư. 1 triệu tư anh em nghe. Em quên nó size nữa. Con này size lớn. Size tới 35 hơn này, 35 phải phải tư, 35,42. Mặt 19, máy 23. Mẫu số 5, một chiếc đồng hồ Omega. Khá đẹp anh em. Con này cái vỏ của nó còn ok lắm. Vàng còn đẹp. Nắp đáy còn nguyên cái sớ này. Con này chạy máy 3 số Omega. Máy hỗ trợ có tay. Hỗ trợ lịch giặt anh em nghe. Con này anh em cứ rút ra một lát là chỉnh giờ này. Lưu ý nha. Chỉnh giờ. Đó, sau giặt thì cũng phải qua 12 giờ chắc chắc ăn anh em. Rồi. Xong xuôi á, mình sẽ rút ra một giữ nguyên một rắc rút rút nữa thì nó sẽ nhảy này anh em thấy không? Đó. Lúc này cái núm này nó sẽ rút ra rất là nhiều anh em nghe, nó có độ hở nhiều lắm. Anh em nhắn vào lại và rút tiếp. Đó. Nhắn vào rút tiếp thì nó nhảy anh em. Ở cái này giặt. Mặt số rất đẹp anh em. Con này là cọc có cài đá đen kim sơn đen. Mặt trắng, ring đẹp luôn. Nắp đáy sau đây. Đây sử dụng bộ máy này. Một máy Omega còn mới can luôn em, con này máy cũng quá mới luôn, máy 564 lịch giặt anh em nghe, 564 lịch giặt. Năm sáu tư nè, góc này nè, số series ở đây đang chạy trơn tru. Đây là cái nắp đáy, cái logo sau của nắp đáy. Đẹp lắm. Hình như là máy 565 cũng lịch giặt anh em. Máy 565 cũng lịch giặt, 564 cũng lịch giặt. Chiếc này số 5, 6 triệu 8.
sai mặt 34,5 anh em nghe, 34,5 không đúng. Và con này đúng riêng luôn, đúng riêng có logo Omega, giá khóa linh kiện. Con này về với sợi dây mềm lắm, nói chung là sợi dây này chất lượng đây, lên tay cũng đẹp nữa. Mẫu số 6, một chiếc đồng hồ single file way. Con này 30 chân à, 21 chân kính anh em. Cái vỏ còn rất đẹp anh em, 1 triệu rưỡi thôi. Cái vỏ còn ok, mặt số của nó là gần như không có dấu vết luôn. Chữ đóng ở dưới này góc này anh em. Thì những số series góc này nó sẽ đóng góc 6 giờ anh em nghe. Và anh em kiểm tra số series này nó sẽ lên cái con tương tự như vậy trên Google á. Con này đóng là 30 anh em, con này hình như là nó lắc kê 30 micron. Một vàng cũng tương đối dài. Lúc đấy sao đây? Con này vàng nó vàng như vàng hồng chứ phải vàng vàng anh em. Máy này có tay. Mặt số rất đẹp. Để em chùi kính cho nó nhìn nó sáng hơn. Con này là anh em muốn mở máy là mở đắp tray nghe. Có nghĩa là anh em phải rút cái đống ra và mở tray, tại vì đắp đá đúc. Size mặt 36,3, không tính đấm. Số 6 là 1 triệu rưỡi. Cái máy của anh vừa rồi mới chụp nhưng mà giờ để đục lại thử còn không. Nhiều lúc chụp hình nhiều quá anh em. Mình không có xem hết được, không có nhớ được. Đây này, máy này nè. Đây cái dòng máy này. Dòng máy Senko 21 chân kính 760. Mới có tay còn mới lắm. Cái lớp đáy đóng này, rõ ràng anh em nghe. Nó RGB 20 micron. Cái dòng này thì em thấy cũng hơi lạ lắm. Nói chung là file quay em nghe lần đầu. Số 6 1 triệu rưỡi. Vỏ cũng khá đẹp anh em. Tiếp theo một chiếc đồng hồ Oren Super Auto của Oren. Con này mặt số nó quá đẹp luôn anh em. Con này mà sưu tầm mà không chỗ nào chê luôn. Mặt số anh em thấy không? Nó trải tia kiểu như vải màu á, mặt hai lòng. Cái vỏ vàng còn khá đẹp. Đó, cái vỏ anh em nhìn kỹ này, cái vỏ còn đẹp nha. Không có bị mẻ hay bị gì. Tài trước thì có chút xíu thôi. Đúng riêng, cái đóng cái chữ O của Oren. Nó ghi là Super Auto anh em. Con này bộ máy cũng hay lắm. 21 chân kính. Nắp đáy này đóng chữ ở sau. Super Auto của Oren. Cái size rất đẹp anh em. Size lên tay chuẩn lắm. 36 hơn 36,2. Lên tay cho anh em xem này, mẫu này này. Nó lên tay nó óng ánh luôn, màu sắc nó, nói chung là cái mẫu này mà ra trời ra nắng đẹp lắm. Kính 10K. Để mở máy cho anh em xem mẫu này. Đây cái mẫu 21G của Oren, dòng Super Auto anh em. Nó sẽ chạy cái máy nó tương tự với cái máy của chiếc Grand Prix 64 chân kính anh em nghe, 64 100 chân kính. Anh em lưu ý nghe, nó chạy cái máy là máy giống nhau á, nhưng mà con nó nhiều chân kính hơn thôi. Nó sẽ làm chân kính nhiều hơn, còn mẫu này nó làm ít hơn. 21 thôi. Còn máy thì giống nhau, máy nó đang chạy bình thường. Đó, đang chạy trơn tru. Vỏ đẹp. Con này số 7, 1 triệu 7 anh em nghe.
Con này thì nó giá trị ở mặt số á, mặt số với cái form vỏ nó hay lắm, nó vừa vặn. Rồi số 8, một chiếc Citizen Deluxe, nó tương tự với lại chiếc số 4 này, nó cũng là một hãng 21 chân kính một dòng luôn. Con này thì mặt số nó có ở trong cái mặt lòng trong á, lòng trong nó có nói chung là cũng có vết xước sát xíu, ở ngoài thì có viền vàng ngoài khá đẹp này, máy lên có tay, vỏ cũng đẹp, bọc vàng đáy luôn, góc bên này mã một miếng nhỏ nhỏ này đó, 14 carbon fiber, bọc vàng khá là dày. Mẫu này thì size chắc khoảng 34,5 35 anh em, mẫu này 35 không tính đúng. Mẫu này số 8 1,4 triệu cho khóa linh kiện, hình thức cũng khá đẹp anh em. Nói chung là như bạn sưu tầm được rồi, vỏ dày 14 carbon fiber là một phần dày là anh em đeo thoải mái luôn. Còn nắp đáy mà nó có bị trại bị xước chút xíu thì không không đáng kể anh em. Đây mẫu này 21 chân kính, sở hữu bộ máy có tay của Citizen lên tay khá là êm. Cái mẫu này em đánh giá rất cao anh em nghe, cái mẫu Citizen Deluxe này hoặc là Citizen Super Deluxe thì nó sẽ có một cái bộ máy nó bền bỉ lắm, mỏng rồi và nó giữ giờ cực tốt luôn nè. Nhiều cái mẫu nếu mà anh em lau dầu kỹ á, lau dầu phải kỹ nghe, phải làm ok luôn á, thì nó lên dây cho anh em tới tầm khoảng 50 tiếng là chuyện bình thường đó. Bắt buộc cái máy phải mới và bảo dưỡng thật tốt thì nó sẽ 2 ngày, anh có tài chạy 2 ngày là chuyện hết sức bình thường em, không vấn đề gì. Số 8 1,4 triệu giao khóa linh kiện, mặt số khá đẹp anh em, 14 carbon fiber. Số 9, một mẫu Orange dòng Rest gì đây, khó chữ khó đọc anh em. Mặt riêng của nó thì cái chữ nó ghi nhỏ lắm anh em, để ý mặt riêng của nó chữ ghi rất nhỏ, nhưng mà chữ kiểu như chữ học trò, nó cái phông chữ nó đẹp. Con này mặt số có lên dầu anh em, góc 4 giờ này, đây cái 5 giờ góc này, góc này thì nó bị xước xước xíu, mặt có lên dầu phông tanh, nắp đáy sao đúng chữ đúng là Fredman Orange. Tất cả riêng trừ dây khóa đây em nghe, xe ngang là 29 28 và 91 rồi nè, xe ngang 28 91, con này chắc là xe vung vung kinh dạch luôn á, nghĩa là ngang dọc giống nhau. Nó để em đo luôn, em không đo cài nghe, đúng rồi nè, nó 29 hết luôn. Số 9 con này 950 thôi. Con này thì cái nắp đáy ở sau có một cái G, ở đây mở máy thấy không, góc này nè, mình cứ kê dao vào đây thôi. Và lưu ý là anh em mở máy những chiếc mà nảy nắp đáy á, thì đừng có đục anh em nghe, đục với là nát cái vỏ luôn á. Đó, sử dụng bộ máy này, bộ máy Orange còn khá là mới, còn nguyên sớ luôn, 21 chân kính, dành cho những anh nào mà thích cái form tăng á, form tăng nó nhìn hấp dẫn lên em. Số 9 950. Số 10, một chiếc Senko Round rất đẹp em, nó đẹp là cái mặt số nó, mặt vẫn là mặt em mi em nghe, mặt kim cọc bọc vàng, còn cái vỏ thì vỏ thép. Đặc biệt là con này cái mặt số nó có những cái tia tia trục tung hoành á, anh em thấy không, em biết nó những kẻ găng lây là nó trải tia đồ xưa làm hay. Chạy máy lây cốt tay của Seiko Rao, vỏ còn khá đẹp bên em, nắp đáy sau vẫn thấy chữ Seiko Rao nữa nha, full thép. Để mở máy chiếc này,
Đây, bộ máy này nè, nếu mà anh em mở bằng dao á thì nó vẫn nghe tiếng cạch rất lớn anh em nghe, tại vì anh em kê đúng cái khe mở á, 21 chân kính máy 560 của Seikosa, lắp đáy nóng này nè. Rồi, số 10, 1 triệu tư, mẫu này. Nước thép còn đẹp và mặt số còn đẹp lắm. Số 11, chiếc này 1 triệu 7, chiếc Abet Bonel của Thụy Sĩ. Chiếc này là thương hiệu xưa này, mặt số kẻ ngang dọc kẻ caro khá là hay. Con này thì vỏ thép bên em nghe, nắp đáy như vậy. Cái mẫu này nó chạy chung với một số máy của như Rado hay là Watch Time, Tech Note. Nó chạy dùng chung anh em. Hiện tại thì đang giảm giá rất sâu mẫu này. 1 triệu 7. Gần như là bằng một chiếc đồng hồ có tay của Nhật thôi. Nó là bản mặt đề mê này, mặt kim cặp mạ vàng cùng vỏ thép. Size lớn nữa. Con này size được khoảng con này size không lớn lắm nhưng mà càng dài. Đúng rồi. Size 34, 34,7 nhưng mà càng rất dài anh em. Cái mẫu này càng tới 43. 43 là càng cực dài đó nha, trên 40 là càng dài này anh em thấy không? Nó lên tay thì khi mà hãy càng nó ra là gần như ra hết cái rìa tay của em rồi. Thì đồng hồ cổ anh em phải để cái càng nghe, để hết sức để tới cái càng. Đây, sử dụng bộ máy này. Bộ máy vàng hồng rất đẹp của Arnex Bonel. Cái máy này là dùng chung nhiều nhất với Rado này. Rado hai cá, nó dùng máy này. Máy hỗ trợ cốt tay. Nên đắt như vậy anh chạy này. Đây, cái nắp đáy này, nắp đáy có đóng cái mặt thợ lặn này, nó chỉ suýt két. Rồi, số 11, 1 triệu 7. Cái việc mà mở ra và đóng vào nó lâu anh em thông cảm nha. Số 12, một chiếc Watch Time còn rất đẹp anh em, một chiếc Watch Time Automatic của Thụy Sĩ, siêu đẹp luôn. Vỏ kính có lớp riêng nhưng mà lớp chìm luôn. Kính này kính riêng có lớp dưới anh em nghe, nó không có lầu lên nhìn kỹ này. Đó. Nó không lầu lên như kính Rolex hoặc là một số dòng của Citizen, nó âm dưới luôn. Rất hay. Chạy máy automatic của Thụy Sĩ, đúng riêng cái logo Watch Time, nắp đáy cái logo W luôn đó. Con này giống khóa linh kiện này, chỗ này mở máy này nhìn hết hồn luôn. Cái máy hiện tại thì ngày 12 anh em xoay đi, 12 nghe, xoay 24 giờ cho nó nhảy một lần. Đúng rồi, cái con này lịch nó ôm nhỏ thành ra có một cái lúc rất hợp lý này. Ngày 13 em trở về góc 9 giờ. Lay lại. Nếu mà tin ý thì anh em trở về nó nghe tiếng tách một chút xíu anh em. Tầm khoảng 8 rưỡi. Đó, anh em lay lại thì nó nhảy tiếp. Nút thép đẹp, nắp đáy đây. Con này mở máy cho anh em xem luôn. Ta ta cái máy nó cứng. Đây, bộ máy này nè.
Đẹp tuyệt vời luôn nè, bộ máy nó mới gần như cảm giác chưa động vít luôn. Máy quét time bên góc này nó chữ đây này, NT 145 thì phải, anh em về kiểm tra kỹ góc này nha, 145 146 gì đó đó. Cái búa trâu rất êm, ba lăng cũng trâu mượt nữa. Bộ máy này là máy nhân kính đây ta, 25 anh em, 25 chân kính còn nguyên sớ riêng luôn. Đẹp lắm. Con này số 12, 2 triệu rưỡi. Gia khóa linh kiện. Còn là size lớn anh em. Size gần như vuông mà tới 32, 35, 35,38 á. Nó hơi vuông vuông nhưng mà 5,8 thì anh em thấy to cỡ nào rồi. Số 12 2 triệu rưỡi. Số 13, một chiếc đồng hồ Burran. Rất đẹp anh em, nó sẽ là máy chạy máy Intramatic nha. Dòng máy máy cúc áo của Burran. Con này là vẫn lịch là 9:12 24 giờ anh em nghe. Ngày 28 em anh em trở về tiếp. Lúc 8 8 giờ đi, lên lại thì nhảy 29. Đó, đồ xưa thì như vậy anh em. Chịu khó chút xíu. Kính Mica, con này mặt rất bự anh em, rất bự và đẹp. Cọc số đẹp lắm, nói chung là cái con này cái độ mới nó rất cao. Nắp đáy cái đóng có một logo mở nail. Con này thì nó nạy nắp tray anh em nghe, nó mở nó nạy lên tray. Anh em xem máy thì em gửi hình qua Zalo nghe. Cái mẫu này em bán rồi, em cũng gửi máy cho anh em xem đi trên điện thoại rồi. Máy này hiện tại là đang giảm giá rất mạnh nè. Cái mẫu này giảm mình như gần 1 triệu đúng không ta? Đúng rồi. Cái mẫu này em đang giảm giá là 1 triệu. Đây, máy này. Máy Buran vàng hồng. 3 triệu 7. Lô trước hình như 4 triệu rưỡi đúng không ta? Đúng rồi anh em. Lô trước 4 triệu rưỡi, này 3 triệu 7. Hình thức đẹp và mỏng nữa. Những chiếc máy mà Intramatic là máy cúc áo này nó sẽ mỏng này, nó không có dài như máy bình thường. Đó có size cho anh em xem cái form vuông mà size thứ 36 này. Nó hơn 1 mm so với lại con số 12 đó. Số 13 3 triệu 7, lên tay rất đẹp anh em. Dây khóa của nó cũng là dây xịn nữa, nguyên ring. Dây xịn cái này chứ phải nguyên ring. Khóa này khóa linh kiện, khóa Buran linh kiện thôi. Nhưng mà dây tốt. Đó, lên tay như vậy. To không? Quá to luôn. Số 13. Con này 3 triệu 7. Một chiếc đồng hồ Steepmate nè. Hai chân kính của Nhật nè, góc này này. Nó còn khá là mới đó. Con này 500 thôi. Đây, nó đóng chữ tiếng Nhật, không biết nó đóng chữ gì nè. Thì chiếc này anh em sẽ vặn theo chiều này, chiều kim đồng hồ nha. Rồi. Đây, anh em giữ nguyên cái nút này nè, nút này nút rút lên được nè, giữ nguyên thì chỉnh cái kim báo thức. Kim này. Đó. Còn rút lên nhá là chỉnh giờ. Đó giờ, để em giữ nguyên thì kim báo thức. Đó. Tắt đây, mở lên lại. Con này kêu vẫn thanh lắm. Số 14 500. Dòng trip mát. Kim cọc khá đẹp này. Số 15, một chiếc đồng hồ Rhythm. Chiếc này thì cũng
của Nhật luôn. Cấu thức 500. À, chiếc này là nó khác cơ chế chút xíu, hai ông có này nên bạn theo chiều ngược kim đồng hồ này. Đó. Trên đây á, là nút giờ, ở dưới là alarm, alarm là báo thức, timer là giờ anh em nghe. Góc này này. Báo thức ở đây. Rồi mình sẽ cái vặn cái nút này. Nút set alarm này. SET nha anh em, set alarm thì nó qua đây. Từ em kiểm tra đây cái nút gạt đây. Con kêu to hơn. To hơn rất nhiều nha. Chiếc này số 15 500. Số 16, một chiếc đồng hồ Milatron anh em, con này của nữ. Nguyên hộp luôn. Nói chung là anh em về thấy cái hộp là thấy ghiền luôn, tại vì nó làm kỹ lắm. Đâu rồi. Nó làm rất kỹ. Hộp hai lớp luôn. Đó, ở trong đây còn nguyên sổ. Em nghĩ là cũng chưa dùng luôn á. Hoặc là mới xài mới đồ chi đó. Bên đây là có cái hướng dẫn cắt mắt dây. Ở trong đây thì có anh em thấy một cái hai cái dây xe cua. Đây xe cua một cái táp nữa. Dây xe cua của Nhật luôn, nó đóng chữ nhiều đồ lĩnh kỉnh của em cầm khó. Da băng 10 này. Bên này cũng vậy, nguyên ring anh em nghe. Dập triện luôn, dây đẹp lắm. Nói chung một dây màu đỏ, một dây màu xanh nhìn rất đẹp. Đây chiếc đồng hồ đây, để em bỏ chiếc này. Đâu rồi, đúng rồi, của Nhật, hàng nội địa, hình thức rất đẹp này, mới lắm, mới keng luôn. Bên tay siêu xinh nè, những mẫu này anh em đi tặng là thoải mái, tại vì nhiều chị thích dây da, nhưng mà nhiều chị thích dây thép. Nhiều lúc mình nhiều chị thay đổi được anh em, nghĩa là mình có thể thay dây da cái rạc luôn mà mình không phải đi mua dây, hoặc là sợ nó không đẹp. Con này là size mặt 23. Dây da thì thoải mái em ơi, anh em nghe. Còn dây thép thì em sẽ đo cái này. Hiện tại là 16, ai còn mắc anh em, tầm khoảng 16 năm đổ lại nha anh em. 16 năm đổ lại nha, đây còn tới 3 cái chốt nữa. Chung là hàng nguyên kiện như vậy, người ta giữ kỹ lắm. Chung đồ mà đồ của Thụy Sĩ, của Nhật em thấy người ta bỏ hộp này nọ, bỏ bì bao rồi bỏ túi zip rất hợp lý và kỹ càng nè. Rồi. Anh em cứ về bê ôm nguyên cái hộp đi tặng luôn, là đúng bài. Số 16 600. Số 17, một chiếc đồng hồ thời trang ha, thời trang của nữ, chạy 3 kim cộng số học trò. Ở đây thì những cái hộp vuông vuông như vậy, 400. Nhưng mà chiếc này nó hay là nó có hai dây sơ cua, nó tương tự đó, dây nó đầu nó bằng thép anh em nghe. Cái nghĩa đầu nó để em làm cho anh em xem nè. Dây này phải làm một cái dây xem đó, gắn vào chứ không phải theo kiểu là mình gài chốt nghe. Rất là nhanh, thay rất là nhanh. Đây là cái dây, cái đầu anh em rút ra nè, rồi gắn vô đó. Đây tức là thay được dây nâu rồi. Còn một dây trắng trắng đục trắng sữa nữa, tiện không, quá tiện luôn. Cái đầu này thay tương tự nè, cái dây mà dây màu nâu đang hiện tại nâu vàng này thì nó đang người ta đang sử dụng này, có cái dấu vết sử dụng này. Còn hai cái dây này là còn nguyên, mới nguyên, chưa sử dụng. Em đâu có sai. Số sai mặt 26 anh em. Số 17 400. Số 18, một chiếc đồng hồ bao công hoàn toàn anh em,
chỉ ba kim là trắng thôi, kim kim chrono wrap, kim nhỏ nhỏ là kim vàng hết, kim đen hết, full thép của Angel Glover, thương hiệu này của Nhật, nó chạy máy Nhật anh em nghe, nó chạy máy Nhật. Hiện tại thì dây của nó là 16,5, hơi lỏng chút xíu nhưng 16,5 vẫn được rồi, cho là 17 độ lại cũng được anh em. Mặt số anh em thấy không, đẹp luôn, kim góc 6 giờ anh em, là kim luôn luôn chạy. Còn kim chrono wrap kim này kim phải bấm nha, để em bấm cho anh em xem. Ở đây thì còn thấy chắc thấy mất dây rồi, 17 độ lại nha, anh em bấm vào đây này, nó chạy, bấm dừng, bấm mình trả về, bấm chạy lại này, đó, trả về này, bấm chạy lại, mạnh chút xíu anh em nghe. Đó, số 18-500, size mặt lớn, em đo có niềng tray thôi, 41, dây tay 16, dây tay 17 độ lại. Mong giờ thép thì lên video lâu. Số 19, một mẫu Grand Synco và Grand Quạt anh em, chạy 3 kim 2 lịch. Ở đây có một cái chỗ mở pin, anh em lấy cái gì lấy đồng xu á, đồng xu là mở ok nhất, mở cho nó không bị trầy. Con này foam của GX này, Grand Synco đây, size mặt 37,7, số 19-600, chạy máy chuẩn Synco anh em nghe, dòng Grand cao cấp của Synco. 20, một chiếc đồng hồ Synco Seberic hả? Đúng rồi, thương hiệu Bình Giang, 350, phom tan, mặt số cát rất đẹp anh em, chạy máy cũng mỏng nữa. Con này là bản nội địa anh em, nó là nắm chữ Nikken alloy, thì cái vỏ này nó không phải là vỏ theo kiểu mà mạ vàng bình thường anh em nghe, nó vỏ làm cái công nghệ khác, nó bóng hơn. Xe ngang là 26, số 20, 350. Số 21. Số 21, một chiếc đồng hồ Urban, con này của anh ba, thương hiệu này cũng của Nhật anh em. Đề mi của nữ, khá đẹp, 300 thôi. Cọc số La Mã. Size mặt 30. Mặt số đẹp, đẹp lắm anh em, mặt số kiểu như nó dạng cát á. Nó kim tuyến. Điểm xếp cho gọn chút xíu. Rồi số 22, một chiếc Synco lên gót tay của nữ anh em nghe, cặp số học trò, nó giống cái dòng mà Synco Black Marvel á của nam á, bản đồ địa Nhật, lên gót tay chạy 3 kim. Con này sưu tầm cũng hay lắm, size mặt 23, số 22, 300. Rồi số 23, một chiếc đồng hồ Movado của nữ, con này em đang giảm giá này anh em nhớ nghe, con này đang giảm giá, hình như trước bán 1,5 triệu, 8,5 triệu, số 23, chạy máy Movado. Hoặc những mẫu này anh em mua mới đắt tiền lắm đó. Chắc chắn luôn, chắc chắn là đắt tiền luôn, chạy máy Thụy Sĩ V8 của Movado. Em có linh kiện anh em nghe, những chút xíu như vậy với mua mới mấy trăm đô á. Xe mặt 24, số 23, 8,5 triệu. Rồi số 24, một chiếc đồng hồ Burren, mẫu này thì nó chạy máy Thụy Sĩ anh em nghe, nó đóng chữ switch ở dưới lúc 6 giờ, nó nhỏ nhỏ nhỏ, con này độ mới cao lắm, anh em mua về cho mấy chị tay nhỏ này, hoặc là thích đeo đồng hồ vừa vừa thôi. Mới con này thì size mặt 23, 23 không đúng, đề mây rất đẹp anh em, cọc số học trò, chạy máy Burren,
Anh ta rất là xinh luôn. Số 24, 3,5 rưỡi. Số 25. Một chiếc lắc tay. Lắc tay của nữ nè. Con này là Vivo Label, hàng của Nhật anh em nghe, mấy Japan. Cái mặt số rất dễ thương, màu màu trắng ngà hồng. Dây tay là 16 đổ lại anh em nghe. Sa mặt 22,3. Số 25 300. Một chiếc đồng hồ Sima rất đẹp anh em. Bán con này anh em phải để ý này, nó sẽ đẹp. Đề mi độ mới rất cao, logo của Sima luôn, thương hiệu Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ. Lắp đáy sau còn nguyên cái miếng dán. Hiện tại thì em đang kiểu như sao ra. Con này thì thường thì bán cao hơn, nhưng mà con này em khuyến mãi. Khuyến mãi chút xíu. Đó, anh thấy không? Ở xung quanh đây không phải là đá anh em nghe, nó là một cái vỏ mà nó sao ta, nó gia công kiểu như chấm bi á, hai bay như vậy, chứ không phải là muốn đính đá, nhưng nhìn rất đẹp anh em, nó kiểu làm như vậy. Form đề mi, mặt số cát, chạy ba kim luôn. Trong cái mẫu này là mẫu em thấy mua mà tặng cho mấy chị lái chê luôn. Con này size mặt 20 ngang, dọc thì hơn chút xíu, số 26 4,5 rưỡi. Dây tay của nó là bao nhiêu ta, 16 anh em nghe, 16 năm, tại vì con này em nhớ là còn mắc dây. Số 26 4,5 rưỡi. Hai bảy, một chiếc Seiko automatic dành cho nữ, cọc La Mã. Con này giống nhìn cái form giống giống LM cọc số La Mã nè. 27 300, chạy máy ô tô anh em nghe. Sẽ mặt 25, dây tay nguyên cái dây nguyên ring luôn, tầm khoảng 16 đổ lại. Những cái dòng này em lắc nó chạy liền rồi. Ok, tới chiếc 28, một chiếc đồng hồ Seiko Lancôme tay cho nữ. Mà con này thì nó mặc màu xanh khá đẹp anh em. Cái vỏ của nó là vỏ lắc kê bằng trắng anh em nghe, lắc kê bằng trắng. Đó, lắc kê bằng trắng này. Size ngang là size 18, số 28 300. Rồi, 29 là chiếc quýt cho anh em. Quýt xưa. Con này cũng Moritz, đúng rồi, Moritz. Lên có tay. Cái mặt xưa anh em để nguyên nha. Kim xanh với lại cái cọc số học trò chấm dây đầy đủ hết. Con này ở trong có một cái chữ từ 10, ủa, chữ kỳ ta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tới 24. Mà nó sẽ đề ba từ số 13. Chung là cái phần này anh em tìm hiểu, em cũng chưa có để ý cái chữ này lắm, giờ mới thấy này. Đúng rồi, nó sẽ từ 13 tới 24. Sẽ là 13 tới 24 ta. À, chắc là 24 giờ anh em. Chắc là cái phim 24 giờ. Ồ, con này hai nắp luôn. Mở thêm nắp nữa. Đây. Chỉ một máy này anh em. Bộ máy của Moritz cũng có xuống màu chút xíu rồi. Lên gót tay, máy đang chạy nghe. Số 29 400. Rồi, một sợi dây, cái sản phẩm cuối cùng của lô này, một sợi dây chung lụa. Dây này thì thường của Ý, đó, nó chung được anh em nghe. Cái dây này chính xác là anh em vẫn tháo được, nhưng mà tháo nó hơi lâu chút xíu, anh em phải nhìn kỹ nghe mới tháo được nghe.
táo vẫn rút mất dai, thay mất dai hoặc là cắt bớt được. Sợi này thì cái đầu dai của nó là 18 nha anh em. Đó này, 17,79 là 17,8 là 18 đó, hai đầu như nhau. Là dành cho càng 18. Và đổ lại nha, đổ lại thì anh em mài bớt đi. 30 300. Chỉ còn mới và cái độ giãn cũng cao lắm. Kết thúc video này anh em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em theo dõi video. Nếu thấy hay, anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like trên YouTube. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.